Nhưng với chiếc bếp này thì được sử dụng mâm nhiệt của thương hiệu EGO từ Đức, giúp gia nhiệt nhanh và nhận diện đáy nồi để tối ưu lượng nhiệt khi nấu. Theo như An biết thì EGO là một thương hiệu đến từ Đức, là tập đoàn tiên phong và đặt tiêu chuẩn trong việc sản xuất mâm nhiệt và mâm từ, cho nên là hầu hết những hãng bếp lớn thì đều lựa chọn mâm nhiệt của EGO. Bếp lắp âm thì bây giờ đã không còn gì quá xa lạ đối với nhiều gia đình nữa rồi, và thậm chí còn được ưa chuộng bởi vì tính thẩm mỹ cao cũng như là khả năng tiết kiệm không gian cho gia đình. Thế nhưng mà bây giờ có quá nhiều mẫu thì chúng ta phải lựa chọn làm sao đây? Vậy nên là hôm nay An sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu bếp từ kết hợp hồng ngoại lắp âm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức tới từ thương hiệu Kraft nha. Bếp gồm hai vùng nấu riêng biệt, bên trái là vùng từ và vùng bên phải là hồng ngoại với kích thước 22cm mỗi bên. An thấy là vùng nấu với chiếc bếp này thì khá là lớn, cho nên là mọi người cũng có thể dùng nồi to hoặc là chảo to cũng không thành vấn đề luôn. Và chiếc bếp này lại rất là phù hợp với những gia đình nào mà đông thành viên để tiết kiệm thời gian nấu nướng cũng như là nấu được nhiều món hơn. Một vùng nấu từ có thể là bất tiện do là bếp từ kén nồi, nhưng mà được tích hợp thêm vùng hồng ngoại thì có thể cân tất cả mọi loại nồi luôn. Thông thường thì bếp từ sẽ đun nấu nhanh hơn là bếp hồng ngoại, nhưng mà nó lại bị kén nồi do là chỉ có thể sử dụng những loại nồi nào mà có tính nhiễm từ thôi. Chính vì vậy mà một chiếc bếp vừa kết hợp từ và hồng ngoại như vậy thì sẽ tiện lợi hơn cho mọi người sử dụng. Bếp từ đã nấu nhanh hơn so với bếp hồng ngoại. Vậy mà với chiếc bếp này thì công suất vùng nấu bếp từ là 2.300 trên 3.700W, so với vùng hồng ngoại là 1.200 trên 2.200W, thì chắc chắn là nấu bằng vùng từ còn lẹ hơn nhiều nha. Với công suất như vậy thì vùng từ mình có thể dùng để nấu những món lâu chín như là ninh hầm hay là hầm xương chẳng hạn. Còn đối với vùng hồng ngoại thì mình sẽ nấu những món nhanh như là chiên xào để tiết kiệm thời gian cho mọi người. Vậy nên là cho dù mọi người có bận rộn tới đâu đi chăng nữa thì vẫn có đủ thời gian để nấu một bữa cơm đầy đủ món ngon cho gia đình mình. Chưa kể là bếp còn có công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ khi nấu nướng cho mọi người nữa. Một chiếc bếp lắp âm thì chắc chắn là phải được chú trọng tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trên mặt bếp cho tới chất liệu. Mặt bếp được sử dụng bằng chất liệu kính ceramic chống trầy xước, chống va đập. Do là được nhập nguyên chiếc từ Đức nên mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng nha. Khác với một số mẫu bếp khác thì thường là hãng sẽ không công bố thương hiệu mâm nhiệt. Nhưng với chiếc bếp này thì được sử dụng mâm nhiệt của thương hiệu EGO từ Đức, giúp gia nhiệt nhanh và nhận diện đáy nồi để tối ưu lượng nhiệt khi nấu. Theo như An biết thì EGO là một thương hiệu đến từ Đức, là tập đoàn tiên phong và đặt tiêu chuẩn trong việc sản xuất mâm nhiệt và mâm từ, cho nên là hầu hết những hãng bếp lớn thì đều lựa chọn mâm nhiệt của EGO. Phía trên mặt kính ngoài hai vùng nấu ra thì còn có hai bảng điều khiển riêng biệt cho từng vùng nấu. Do là nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức cho nên là cảm giác mà bảng điều khiển mang lại cũng rất là khác so với một số mẫu bếp mà An từng được sử dụng qua. Khi mà mọi người trượt hoặc là chạm trên bảng điều khiển thì cảm thấy rất là mượt mà và không có thấy là bị rít rít. Các biểu tượng trên bảng điều khiển ở cả hai vùng tương đối giống nhau, từ tắt mở, hẹn giờ, khóa bảng điều khiển, tạm dừng, hâm nóng, tăng giảm đều giống nhau. Chỉ có một điểm khác biệt là công suất cao ở vùng từ và chọn vòng nhiệt ở vùng hồng ngoại. Ngoài ra thì ở cả hai bảng điều khiển này đều có hai màn hình nhỏ để hiển thị thời gian hẹn giờ và mức công suất nấu. Ở vùng từ An điều chỉnh ở mức công suất cao thì An thấy là với khoảng 1 lít nước, bếp chỉ mất tầm 5 phút để làm sôi thôi. 5 phút cũng chính là thời gian hoạt động của chức năng công suất cao. Khi mọi người lựa chọn thì bếp sẽ gia nhiệt trong vòng 5 phút, sau đó thì quay lại mức công suất mà mọi người cài ban đầu. Sau khi mở bếp thì mọi người có thể trượt ở thanh trượt ngay đây để chọn mức công suất từ 1 tới 9 tùy theo nhu cầu sử dụng. An thấy là nhờ chức năng này mà sẽ tiết kiệm được khá thời gian cho mọi người khi nấu ăn tới nhà, bởi vì bếp sẽ gia nhiệt nhanh ở thời gian đầu để làm nóng, sau đó là sẽ duy trì ở mức nhiệt độ mà mọi người chọn để làm chính thức ăn. Ngoài ra ở hai bảng điều khiển thì đều có chức năng giữ ấm. An có thử giữ ấm nước trong nồi sau khi sôi khoảng 15 phút thì nhiệt độ trong nồi vẫn dao động từ 60 tới 70 độ C. Còn đối với vùng hồng ngoại thì sẽ không có tính năng công suất cao mà thay vào đó là chọn vòng nhiệt. Mình có thể chạm chọn vòng nhiệt để tiết kiệm thời gian nấu cũng như là điện năng tiêu thụ. Ở cả hai vùng nấu thì đều có tính năng hẹn giờ nấu để mọi người dễ dàng tùy chỉnh thời gian cho từng món ăn. Sau đó thì cứ để cho bếp xử lý thôi và mình không cần phải đứng canh nữa. Với tính năng hẹn giờ nấu này thì mọi người có thể hẹn tối đa 99 phút bằng cách trượt trên thanh trượt công suất hoặc là nhấn tăng giảm để điều chỉnh thời gian. Và tính năng hẹn giờ chỉ điều chỉnh được sau khi mình chọn công suất nha. Sau khi mà kết thúc thời gian nấu thì bếp sẽ tự động tắt và kêu một tiếng tít để báo hiệu là bếp đã nấu xong rồi. Và như vậy thì tiết kiệm thời gian cho mọi người và chúng ta có thể làm việc khác trong khi nấu ăn luôn.
Giống với những chiếc bếp từ hồng ngoại khác thì bếp này cũng có tính năng cảnh báo khi không có nồi trên bếp. Đây là một tính năng mà An thấy rất là quan trọng nha, bởi vì bảng điều khiển cảm ứng, mà đặc biệt là bảng điều khiển của bếp này lại rất là nhạy nữa, nên không thể nào tránh khỏi trường hợp mà mình vô tình chạm tay lên và bật bếp. Thế nhưng mà nhờ chức năng này thì bếp sẽ cảnh báo, báo hiệu cho mình biết khi mà không có nồi trên bếp. Hoặc đơn giản là mình chọn tính năng khóa bảng điều khiển để tránh những trường hợp mình chạm vào ảnh hưởng tới quá trình nấu của bếp. Ngoài ra thì bếp này còn có những tính năng an toàn khác như là cảnh báo mặt bếp nóng, tự ngắt khi quá tải hoặc là tự tắt khi mà có nước tràn ra mặt bếp. Một chiếc bếp từ kết hợp hồng ngoại, lắp âm và còn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức nên là giá thành của nó cũng được xếp vào phân khúc cao cấp. Tuy nhiên là An thấy với những trải nghiệm cũng như là tiện ích mà bếp mang lại thì hoàn toàn phù hợp và xứng đáng để mọi người có thể cân nhắc và đầu tư. Và ngoài ra thì ngoại hình chiếc bếp này cũng là một điểm cộng để giúp tô điểm thêm cho không gian bếp nhà mình trở nên sang trọng hơn. Hoặc là gia đình nào chúng ta hay thường tụ tập cùng nhau nấu ăn vào cuối tuần để tăng thêm tình cảm gia đình thì cũng rất là hợp lý luôn. Và nếu như mọi người quan tâm thì An sẽ cập nhật thêm bên dưới đường link mô tả nha, mọi người có thể ấn vào và xem thêm nhiều thông tin chi tiết hơn. Và video ngày hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.